Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube ô tô xe hơi chuyên dòng xe Ford chính hãng. Và em Hương, phụ trách bán hàng tại đại lý Thăng Long Ford, hôm nay xin gửi đến anh chị và các bạn video mới nhất, chính sách giá bán mới nhất của chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium một cầu màu đỏ. Dạ vâng, lời đầu tiên thì em Hương xin gửi đến anh chị các bạn chúc quý vị, anh chị các bạn lời chúc sức khỏe. Và cảm ơn anh chị và các bạn đã ủng hộ cho video của bên em, bên Thăng Long Ford trong một năm vừa qua. Hôm nay thì đã bắt đầu sang tháng 2 và em Hương xin làm video mới nhất báo giá về gửi đến anh chị và các bạn chính sách giá bán hàng của bên em trong tháng 2 2021 đối với bản Ever Titanium một cầu màu đỏ. Hiện tại thì quý vị anh chị cũng với giá niêm yết của bản Ever một cầu là 1.181.000.000 và riêng màu đỏ thì bên em đang có chương trình hỗ trợ đặc biệt, đó là giảm giá lên tới 20.000.000 tiền mặt. Ngoài ra bên em sẽ tặng quý vị anh chị các bạn một năm bảo hiểm thân vỏ. Và thực ra em cũng chia sẻ là giá bên em sẽ linh hoạt tùy từng thời điểm, vì thế quý vị anh chị các bạn có nhu cầu thì đối với phiên bản Titanium một cầu màu đỏ thì hãy gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình. Đặc biệt thì bên em vẫn hỗ trợ anh chị và các bạn trong việc vay ngân hàng, thời gian vay tối đa 85 và 100 tối thiểu 35 và tối đa là 85, vay được tối đa 80% giá trị xe và thời gian vay cũng như hồ sơ rất là nhanh gọn. Quý vị anh chị và các bạn có nhu cầu vay công ty hay cá nhân thì vui lòng gọi cho em để em Hương sẽ Dạ vâng, đây là phần đầu xe ạ. Quý vị anh chị cũng biết đây là mẫu mới. Về mặt ca lăng thì nó thay đổi hoàn toàn đối với mặt ca lăng cũ. Rất nhiều video em đã giới thiệu về từ hệ thống đèn pha được trang bị đèn full LED rồi kết hợp giải đèn chiếu sáng ban ngày. Đèn thì chức năng tự động. Hệ thống cảm biến phía trước với rất nhiều tính năng an toàn như nó giúp anh chị các bạn trong việc hỗ trợ đỗ xe song song. Xe thì được trang bị động cơ 2.0 hoàn toàn mới. Đây là phần thân xe. Đó, từ bậc lên xuống, hốc hút gió hay là gương đều được sơn mạ chrome, nhìn rất là khỏe khoắn. Hiện tại thì rất nhiều anh chị các bạn đang sử dụng những cái hốc hút gió mà bị mất như này nhá. Thì em sẽ cũng quay giới thiệu luôn là bên em sẽ cung cấp cái phụ tùng chính hãng, kể cả cái ốp logo Ford này luôn. Thì anh chị các bạn bị mất, sự đang sử dụng bị mất thì cứ gọi cho em thì em sẽ báo giá lên quý vị anh chị các bạn. Về hệ thống gương thì xe có thêm cái cảnh báo lệch làn. Khi nào anh chị các bạn mà mình đi xe mà có báo xe phía sau cảnh báo lệch làn và cảnh báo điểm mù thì hệ thống sẽ báo cái hệ thống đèn. Và xe thì được trang bị cái gương cảm biến nhiệt, khi anh chị cầm tay ở đây, chìa khóa ở đây cách 1,5 m hoặc là anh chị cầm ở đây thì xe sẽ tự động mở cửa. Rất nhiều, đây là phần nội thất của chiếc xe Ford Everest phiên bản một cầu Titanium với rất nhiều những cái tính năng an toàn, ví dụ như là ghế da này, hệ thống chống chói. Và phiên bản này là bên em đã lắp thêm cái cam hành trình, điều hòa tự động này, 6 túi khí này, đèn hồ start stop này và màn hình. Anh chị có thể giới hạn tốc Dạ vâng, đây là khoang nội thất của chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium một cầu. Thì xe được trang bị hệ thống ghế da rồi ạ.
Vô lăng thì với những nút tích hợp giới hạn tốc độ, hay là anh chị có thể sử dụng nghe gọi sử dụng trên màn hình hoặc là trên màn hình 8 inch. Yên tâm, sau đây chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những màn hình này thì đặc biệt là anh chị có thể mình có thể Việt hóa từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Đây là phần audio này, là các nút cột mốc ADM, rồi là sử dụng điều hòa nhiệt độ là tự động hai vùng khí hậu, phone khi là anh chị và các bạn mở bật Bluetooth mà mình ép cái phone ở điện thoại thì anh chị có thể nghe gọi sử dụng trên vô lăng, rồi là định vị. Hiện tại bên em đang ở ngõ 105 Láng Hạ. Đó. Xe buýt, xe vệ sinh môi trường và xe giải quyết khắc phục sự cố lưu thông trên một số tuyến đường theo thời gian. Anh chị có thể sử dụng nút mắc ở đây, từ 10 giờ 30 phút dây kính, mắc AC điều hòa khi mà mình đang ở ngoài thời tiết nhiệt độ rất là nóng thì mình cần nhanh tốc độ, rồi là tắt cảm biến, hỗ trợ độ đèo. Nãy chỉ số thể thao tăng giảm trong cái hộp số tự động mới cấp. Đây là nút tích hợp điều chỉnh gương điện và điều chỉnh đèn pha, cũng như là điều chỉnh nút công tắc từ 1 đến 4, công tắc từ 1 đến 4 để tăng giảm hệ thống đèn. Phần hệ thống ghế lái thì được ghế lái chỉnh điện. Em xin giới thiệu đến phần phía sau xe. Thì xe hiện tại xe này bọn em đang chuẩn bị giao và được dán kính Fujimax. Vâng, quý vị anh chị các bạn có thể lựa chọn cái gói khuyến mại thì mình có thể lựa chọn tiền mặt, hay là bảo hiểm thân vỏ, hay là gói phụ kiện. Anh chị có rất là nhiều cái lựa chọn mình lựa chọn đấy. Vì thế nhiều khi trên video bọn em sẽ không chia sẻ hết được, nên là anh chị các bạn có nhu cầu thì gọi cho em thì em tự tư vấn rõ hơn. Phần đuôi xe thì được trang bị những tính năng an toàn, hệ thống cảm biến cũng như là camera lùi hiển thị trên màn hình 8 inch và có rất nhiều cách mở cốp. Thì anh chị có thể mở cốp bằng nút tích hợp ở đây. Rồi là anh chị có thể mở bằng nút trên này, hoặc là anh chị có thể nút công tắc ở trên vô lăng, hoặc là dùng chìa khóa, hoặc là anh chị có thể dùng chân đá. Rất là nhiều cách. Đây là phần ghế sau. Thì hàng ghế của đối với Ford Everest thì được chỉnh điện hoàn toàn. Đây ạ. Đây, sẽ tạo thành một mặt phẳng. Và có các cửa gió phía sau. Hệ thống đèn này giúp anh chị các bạn trong việc mình sử dụng nó, nhất là khi trời tối. Đó. Hàng ghế hoàn toàn bằng điện, rất là nhiều tiện ích. Đây ạ, nút tích hợp, nút công tắc anh chị có thể sử dụng ở đây ạ. Đó. Dạ vâng, vừa rồi thì em Hương có gửi đến anh chị và các bạn giới thiệu cũng như báo giá chính sách giá bán hàng Everest của bên em trong tháng 2 2021. Và giá thì em cũng chia sẻ là với giá limit là 1.181.000 và hiện tại bên em đang giảm giá tiền mặt cũng như phụ kiện rơi vào tầm khoảng 30 triệu. Và chính sách giá bán của bên em sẽ phụ thuộc điều chỉnh tùy từng thời điểm. Nên là quý vị anh chị các bạn cần nhu cầu về thời điểm nào thì anh chị các bạn vui lòng gọi cho em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Thì em sẽ báo giá một cách chi tiết và cũng như tư vấn đến quý vị anh chị các bạn một cách rõ hơn. Một lần nữa thì em xin trân trọng cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em. Em cũng chia sẻ lại là giá của bên em sẽ linh hoạt tùy từng thời điểm. Vì thế anh chị các bạn có nhu cầu thì gọi cho em để em báo giá cái thời điểm chính xác nhất mà anh chị các bạn có nhu cầu lấy xe ạ. Một lần nữa thì em trân trọng cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em.